Chào tất cả các bạn, trong tay Khoa hiện nay là chiếc máy Nikon D800E, là một trong những chiếc máy mới nhất trên thị trường hiện nay của Nikon. Và đây là một trong những cái máy đầu tiên tại Việt Nam. Và hôm nay chúng ta có hân hạnh mở chiếc hộp này ra và xem bên trong là những gì, body như thế nào và các phụ kiện đi kèm như thế nào.